Chào cả nhà. Nha. Hôm nay cho mình nó có đem mấy con khô xuống trại của ông và vợ nó nấu chim loa. Mình làm liêu riêu cả nhà ơi. Ngon lắm cả nhà ơi. Cá lóc đồng nữa nha. Cá lóc đồng mình nấu chim loa mình ăn với bún. Mấy cá lóc mà bữa hổm thì mình đi đổ lợp đó cả nhà. À. Vậy là ba cái nguyên liệu của mình là ở đây là để dùng cho cái món xiêm lo hả anh ba? Nó mẻ. Đây là cải chua, cà gió, bắp chuối. Khóm. Còn khóm này mình không có nấu, khóm này mình để riêng rồi ăn sống. Ăn sống luôn hả? Chắc khóm này chắc khóm của anh Xui quá. Không có nấu như cái này. Ăn xuống giường đây là của ảnh. Vậy nè. Thế nào mình mới nói đó. Khóm của anh Xui. Khóm của anh Xui. Vậy bây giờ mình tiến hành làm đi em ba. Rồi mình bắt tay vào việc đi. Rồi. Hôm nay nó ngay làm. Mỗi người mỗi công chuyện. Mình xin chúc cô chú, anh chị và tất cả các bạn luôn luôn an lành trong cuộc sống. Bữa nay xuống dưới trại của ba vợ thì ba đi làm công việc thôi, chưa có đây. Chút xíu chưa cha mới về. Đây không phải phòng nước đây hay gì đây. Cái hầm mình nước sạch. Sạch không có nghe là nước bạc đó. Xin lỗi, sạch hơn nước dưới sông đó chứ đừng nói chơi. Thì vuông á. Gì đó chứ sạch nước dưới sông. Dưới sông mình nó nhiều thứ quá hả? Đúng rồi, nó thật đẫm hết trơn. Còn nước này nữa. Nó ngoài nó chảy vô. Nó tỏi mình bật mai. Nước ở trong cái hầm này thì nó không có chảy nhưng mà nó đã lắng rồi, nó đã lắng xuống đáy hết rồi anh ba. Cha đang đi bóp hai cái củ cải, bắp cải chua nhồi cho nó bớt cái độ chua lại chứ nó sạch cái nước mà người ta ủ á, thường thường là dùng giấm với nước cơm. Cái này mình có đổ giấm không hay là nước cơm không, tự nhiên là ra chú sao dùng ra chua bây giờ thì ta xài giấm. Dạ bạn cầm nắm rau này xuống dưới rửa luôn đi dùng ba. Nước cơm mà nước cơm do á con, không phải là nước cơm ấy. Chuyện này của anh Xui dạy vậy nè. Ba cái khóm này gian là cái bờ này bỏ rất nhiều con. Dạ. Tại vì vụ này á là sẽ bỏ vụ rồi nước lên cao cho nên ba mướn máy á nó gian giùm cái bờ gian cho mình. Không gian vụ này nữa là anh Xui mệt ta nha. Để mình không gian nước lên cao tràn vô trong là sẽ bị hư. Xui không biết nước lớn hay nhỏ nữa. Mà phải anh thủ là anh gian nước lên cao anh ơi. Thì biết rồi phải gian. Thì cái thiên nhiên mình đâu biết trước được đúng rồi. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải thủ trước mới được. Thì mình thủ chứ đợi nước tới chôn người nhảy không có kịp. Nước chanh cho nó trắng. Cái món chuối này nè, mũ cỡ nào mũ mà nó kỹ chanh, có chanh rồi là ảnh ra mũ không nổi. Tươi không có đen. Cỡ này mít của cha cũng đang cho ra trái nè, đang xuống nụ á, chứ mít lớn thì không có nữa. Giáp nguyên vườn luôn, chỉ còn có 3 trái bự. Nghe đó 2 trái bên đây là 1 trái, còn bên kia là hết luôn. Quá. Nụ mà con thấy cái cuốn nhỏ không chơi, không bằng nụ của mình chứ. Mùa này mà có cho cuốn xanh không?
Dạ. Chính vụ nó cuốn với bánh kia. Dạ. Cái này chắc anh xuống thịt lấy trái gì quá trời. Ra khủng khiếp luôn. Rồi. Chua. Nay mình ăn kèm với bún mà. Thử miếng coi nó có mặn không, đặng thử biết đặng mình bớt muối này kia. Sao mình mua tới 2 kg bún. Có khi nó cũng mặn nhầm người nó cũng mặn gần chết luôn. Có cái loại vô trong cái bọc sẵn á bác Năm, nhưng mà cái đó cũng thấy ăn không có ngon bằng cái này. Ngon mà nó mặn gần chết luôn cái đó nó mặn á. Dạ. Mà nhìn cái màu thì làm thì ngon đó nhưng mà ăn nó không ngon, không nó đậm màu. Dạ. Vàng vô đó cho nó đẹp mà. Con mua mấy lần rồi con biết, bởi bây giờ Hà con mua cái của bà con mình tự làm chứ làm tự ổn. Dạ. Ở trần ở ngoài có thể con thử được. Dạ. Con thấy xem miếng thử nó ngon dở được. Còn trong cái bọc đó mình đâu thử được đâu. Cải chua đúng là vậy, mấy cải chua hôm qua. Trong cái bọc kia nó xỉu chua vậy không? Mặn mặn và nó chua. Dài không anh? Yeah. Cái này thật ngon quá. Nguyên chủng đó. Nguyên chủng luôn. Anh nữa anh khoái cái đầu nè. Rồi mình phải có cháu tuần rồi ông chết chứ ông. Bác sao chứ chút xíu nữa. Ông dám dành. Không biết lên không cả nhà tại em sao. Em dành đầu khô chứ em đâu có dành đầu tư đâu. Dành đầu khô cũng là ổng á. Cái đầu là của ông Kháo mới được. Vậy hả? Ừ. Ông khoái cái đầu. Thôi vậy nhường ảnh đi. Ừ. Khô này mình ốp tiêu, ớt, trứng nè. Bự bự chút nữa chú sao? Dạ. Mình mặn không mặn? Không mặn đâu chú. Để nhỏ quá con sợ hỏi cái nó bể. Đúng rồi. Bự cái đó mình gấp cột gì vô chén luôn hả? Nhiều có gì đâu mặn đâu. Em cỡ này ớ mà em ăn phải cho nó mặn chút đi. Mặn mà một chút. Chà mới xuống chơi. Mới xuống chú ơi. Ừ. Chú ơi. Mới xuống này cao. Ừ, khỏe chú hai. Khỏe. Mừng chủ mới xuống chủ luôn. Mà sạch đá xuống. Sạch sẽ cho nó đẹp đẹp cái mát mẻ không có giá nè, đổ nước đầy à, đổ nước vô đây đổ đi giá này được chưa thôi. Vậy là lắc ở dưới đó nó hen. Nhà đây có ba lục cơm mẻ. Lâu lắm rồi mới ăn là cái món canh chua này chứ. Ừ, lâu lắm rồi. Mà khoái này con biết không? Ba con khô mà cá đuối với anh. Hầu gô anh nấu ngặt lắm. Mà khoái khô cá sặc. Mà khó kiếm quá. Nhất là con cá sặc trắng Dương Húc. Cái trắng là con cá sặc đẹp. Cái mùi nó nấu xiêm lo nó kỳ lắm bác Nam, không có cái khô nào mà bằng cái mùi cá sặc nấu xiêm lo. Nó tại cái mùi đặc trưng của nó là như vậy. Dạ. Mấy cái này rửa rồi chưa? Rồi hết rồi anh ơi. Nhưng bữa nay mình ăn coi cá lóc với con cá sặc coi nó sao. Ba anh có biết con cá gì mà nó cố ăn cố uống không anh ba? Không biết hả? Là biết cá gì không? Cá sặc. Nó cố ăn cố uống nó mới sặc. Rồi, cho xin cái chén đi. Chén không? Rất là độc ngầu. Đây. Có chén liền. Rồi, cảm ơn nữa. Cái cơm mẻ này con thấy không phải là ai làm cái vị chua nó cũng vị chân bác nè. Có người thì cũng chua nhưng mà nó chua nó không có thanh, người chua như hơi ái. Vậy là cái vị chua nó khác nhau đấy. Cái vị chua nó khác nhau nó rồi, giống. Rồi cái màu nó cũng khác nữa bác Nam. Đúng rồi.
có người nuôi thì cái màu nó vàng vàng. Dạ. Có người nuôi thì cái màu nó trắng tươi luôn. À. Ớt này bây giờ còn lại được mấy cây anh Xuân? Con cha có cây mẫu hả? Lên nữa để giống anh ơi. Chắc cây có gì tôi xuống sinh anh ơi. Dạ. Cây ớt ấy hả cha? Để nhiều lắm. Tâm trước ở ngoài mé kia hai cây luôn. Trái dữ lắm trái luôn. Đây bên đó nó trái dữ trời luôn. Que tóm của que tóm. Thì cha lên bì quay là giáp vòng hết trơn. Cao hơn ruộng vậy để hôm trước mình thấp dữ lắm. Ở dưới đây cha trồng gừng cũng nhiều quá. Dạ. Cái chảo trên cây mít đó cha. Con máng trên chỗ cây mít. Kiếm được rồi. Má thấy nó mà kiếm hoài đó. Nghịch cái chỗ của mình rồi cái mình đi dọn chỗ khác đó mà. Rồi chế nước ra vô. Chưa chưa. Thử phải không? Chưa. Cái ớt. Ồ, khô không có chảo rồi chú Giang ơi. À, bữa này quá. Chảo khô luôn. Đây no mồi rồi. Có cái sạc. Khô quá rồi, đổ nước vô đi. Cho nước vô mẻ vô. Vô đi. Quả dừa, nước vậy là dừa luôn à. Này làm rượu đế mà bác ba. Rượu đế. Rượu đế Hóc Môn. Đây. Đại đây cho vô. Chưa gì đã thấy hết chảo rồi đó anh. Hai dĩa đi ra, hai dĩa đi ra. Nhìn để chú Sang rửa cái phần bắp chuối của mình. Hồi nãy mình ngâm chanh. Bây giờ mình rửa lại cái này thôi. Mình rửa bằng quá ấy. Cũng buổi sáng nhìn thấy ngon thôi bác ba. Để ngửi thử cái cả nhà. Rồi bún này được. Bún này nó không có cái mùi chua là bún ăn ngon này. Ok. Mùi chua phải từ 3 giờ chiều là có. Có mùi chua là tại vì khách ham rồi. Thường thường bán là vô bọc gì không rồi cái nắng nó hầm á. Rồi lê quay là nó hôi. Không cái này. Ủa chưa khô. Mưa ngày qua nữa sao câu được. Chú quý trên đá. Quá chín luôn. Cây. Này sâu vậy. Bay mùi đó bác ba. Khâu phát cái này thì ăn bún thì thôi khỏi chê. Những hút đang chiên tàu hủ. Bữa nay sáng thì mình cho bác ba hay nhưng mà bác ba không có nói bác ba ăn chay. Rồi bác ba cũng im gu rồi đi luôn à. Rồi xuống đây mới biết bác ba ăn chay rồi thôi. Cha vợ mình đem xuống hai miếng tàu hủ. Để giờ để bác ba nấu mặn để Dưỡng Út thưởng thức rồi Dưỡng Út. Chiên đậu là chút xíu cho bắt bài. À, chú qua thì nấu mặn nhưng mà anh Nút thì anh làm mì tôm. Cái kỹ thuật. Mùi thơm dễ làm. Cho cả gió vô.
xả ớt luôn bắp bô, tới giờ rồi. Vô hết cái này phải uống rượu nặng đô mới được chứ rượu nhẹ nhẹ với cái món này là không có ngon. Không ngon, không gịch hả? Không gịch. Món này là món đặc sản mà của miền quê. Đó giờ con chưa có ăn con cá chạch mà nấu món này á, không có chạch hết bác ba. Chỉ có ăn cá sặc. Cá sặc là ngon. Với cá chạch thì chưa tạo. Cá lóc này. Cá lóc đó thì cá lóc thì nấu thường xuyên rồi. Với cá đuối mình đợt đó mình cũng có nấu lặn bác ba. Ừ, cá đuối nữa. Cái món gà xào xả ớt này thì sáng ở nhà của mình anh múc đem theo, tính nấu đặng sáng ăn cơm sáng, mà sáng mình vô trong ghé chạy ba rồi thôi đem theo luôn. Rồi chín rồi đó bên này chứ mình hâm rồi thôi chứ sáng con nấu cũng lâu lắm. Gà này cũng dai lắm ạ. Gà này cũng vừa ăn rồi. Gà này gà chống đá. Thôi đi. Để đi. Tôi bắt con cá mà được bò lại nè nè. Rồi cho cái này vô thao luôn. Quá hấp dẫn rồi. Gà lóc già cái mình nấu nó không có bể liền hả chú sao? Hay là tại cái khô không, nó là vậy bác ba? Khô nó vậy. Dạ. Nó dai. Cá lóc đầm nó dai. Chút xíu nữa mình để lên trên cái bếp ga mình mới để cái phần rau thơm lên. Với chuối và nhúng. Dung dung chút bác ba. Chút còn mình ngồi còn nhiều à. Chút bắp chuối nữa, bắp chuối còn nhúng chứ. Cái món này hình như con nhớ là lúc nhỏ là thường thường ta nấu bằng cái cù lao á bác ba. Thì nấu cù lao. Dạ, chứ không có nấu bằng cái nồi lẩu như mình. Lúc xưa là cù lao. Cù lao. Để than vô. Vừa ăn vừa thổi sôi ngục ngục ngục. Rồi, ăn ngon. Cho lên luôn. Thêm chút nước luôn đi. Đây nè. Rồi. Cái giá vô luôn. Xong. Đây. Cho rau thơm vô, vô luôn trai. Về nó có rau nó có rau đó để vô đi. Rồi. Rồi có chè rau cảm ơn. Ông quẹt nó được anh Năm ơi. Quẹt cái đó, ông quẹt, ông quẹt. Rồi, mỏi. Ké lửa mỏi, mình để rau kinh vô cả nhà. Rất cần tàu hả? Quế. Đây bắt mắt quá luôn đó. Gió quá mình lấy tấm giấy mình che rồi bớt. Gió chữ lắm. Cháy không? Dạ cháy trời, cháy. Lâu lắm nhau mà món này lâu lắm rồi mà anh biết không, ở sau này còn ngấp thêm một cái dĩa gà. Cá này là bà, cá đặc lạo lợp đó hả? Thêm chế ổi nè cả nhà ơi, để đây cá cắn ngấp hả? Ngấp đó cá đặc lạo. Rồi bây giờ vậy nè Năm ơi, vô Năm ơi. Thôi vậy là mai chơi bữa nay mình ăn cái cái lẩu cái nấu chim lo. Khô cá lóc. Khô cá lóc.
còn tôi thì khóm với mảng cầu. Còn không đi. Nấu bữa nay ăn khóm với mảng cầu đó cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà dùng bữa đâu. Thôi sẵn dịp cũng bây giờ 11 giờ kém 15 rồi thôi cũng kính mời cả nhà cũng là dùng trưa với anh em gốc làng quê hen. Rồi cũng xin kính mời. Mời cả nhà nha. Anh nhớ giờ hay quá em không có nhớ luôn á. Ấy vậy chứ nãy mình làm đâu cũng 9 giờ gì đó bác ba, cũng 2 tiếng mấy mới được rồi mấy cái món ăn. 2 giờ 9 giờ. Ăn cái này sôi lên rồi. Chạy 2 giờ hoài. Chú xe ăn che lên rồi chắc con nghĩ không có gió hung đâu. Ấy cái miếng nó ra được. Bỏ đi anh Khang ơi. Không sao đâu. Chú Khang bự con nhất che kính gió luôn mà. Ông nó đâm đâm như là được bác ba. Cũng được. Không sao. Tại vì của mình nó sôi sẵn rồi. Ghiêu ghiêu đó mình để vô đi mình ăn lai gai luôn. Nhúng lai gai được. Nhúng đi. Thì ai ăn nhúng đi. Nhúng đi. Ngặt bên em ăn mà em nhúng không được. Phải chua mà không có đồ nhúng nè. Mời cả nhà. Không mời cả nhà. Gà là 700 ngàn hả? 700. Gà 700 mở ngang luôn hả? Đạp máy mà đạp sao dở quá. Không, mà con gà 700 mà bộ ăn thịt thấy nó ngon hơn gà vài trăm nha. Gà trăm ngoài 200 á, ăn không bạc. Hôm trước là cho mướn làm hết luôn là mấy triệu chưa? Tốt. Dạ. Này mấy tám đi. Mấy cộng. Tính là cũng rẻ. Rẻ với mồ. Dạ, rẻ. Rẻ đi bà. Cái đầu ngon như cây mình cải chua. À. Này. Chua cả nhà. Mà cả nhà dùng miếng khô cá lóc nấu chim lo nha. Đây là khô cá lóc đồng cả nhà ơi. Cá lóc đồng là cá lóc thiên nhiên đó, là không phải là cá lóc nuôi đó. Cá này thì ăn thịt rất chắc, rất ngon. Thì nói chung nông dân mình ở cái vùng này vậy chứ cá lóc đồng nó cũng hiếm lắm chứ không phải muốn ăn là có. Còn khóm này thì ăn trồng ăn chứ không có mua. Khóm này cũng sạch luôn rồi. Trồng không chứ không biết tưới, không biết thuốc phân. Không có thuốc phân thuốc gì chứ. Rất là ngon quá chú hai. Ngon quá. Táo. Lâu lâu mà làm cái món này là ngon quá anh Xuân ơi. Ngon quá. Bữa nay lâu lắm mà ra. Nó không được đủ bức. Tôi làm mấy ông ăn ngon rồi tôi chịu rồi đó. Tôi mệt rồi. Mà bữa nay anh ta... Để rồi. Mấy ông làm mà mấy ông đó ông này ông bà sao dở thạc chết tôi. Mấy chú á. Có nói cái món này lâu lâu ăn lại nó ngon quá ngon. Nhưng mà tôi thật chắc tôi xin không dám nói. Tại vì hồi nào giờ tôi chưa ăn lần nào mà tôi đâu có dám nói lâu lâu mà ăn lại. Tôi phải nói gì lần đầu tiên ăn được cái món này quá ngon mấy ông ơi. Vậy đó. Hồi trước giờ anh chưa ăn luôn hả? Chưa. Món này là cái món kêu cái gì? Trước chim lo hả? Là cái tên này là đối với tôi là hết sức là lạ luôn. Chưa từng nghe mà cũng chưa từng ăn luôn. Chưa thấy lần nào hết. Lúc trước là các bạn ăn vậy nè, là mình ăn cái mình nấu cái chua xim lo là ăn cái đầu, nấu cái đầu cơ mà cái mình thường thường mình làm bằng
món khác. Cái đầu mình kho cái mình nó chắc kho tiêu. Có phải cả nhà luôn. Gỏi gì đó. Cái đầu mình mới nói chua lắm. 2 3 vô. Người ta nấu có cái đầu mà, còn cái kia thì người ta đầu mà có tới cái mình chứ hả? Cái mình dữ. Bây giờ mình cho con luôn. Hay là quá khứ. Tại bây giờ cá sạc ít chứ. Mạnh mạnh bắt năm. Hồi tại lúc ngon mạnh mạnh thì cá sạc nó cũng to không? Cái sạc nó thêm lo. Ăn lai rai rai gì đó. Làm mình tắt hàng mấy con. Cá đì đó, cá miếng này ngon quá cả nhà. Cá này không đó. Cá sạc giờ có 100.000 ký chứ rẻ đâu. Có thấy không? Mình quá. Chặt điệp hả? Không còn ba con ba ngón vậy nè. 60.000 ký. Dầu tôi nó mua 8 kg về nó làm khô. Mới đã. Cái thật điệp mình đó anh ba. Cá đó chắc tắc hầm quá bác. Cá đó là cái hầm cá tra đó, rồi cái nó lộn trong đó đó, rồi người ta cắt lên, người ta cắt nó, ta bán luôn, gà ăn bán. Quá ngon. Cá đó trong mập dữ. Cá ủ, cá thật ăn nó béo hết trước béo rồi mỡ. Phơi khô rồi hen mỡ nó tươm ra nó nhiều luôn đó. Cá đó giờ nuôi được đó. Nuôi quá giá. Thật điệp đó là gọi là thật điệp nuôi rồi. Rồi anh biết nó làm gì không? Nó là em thấy nhất là canh chua. Nó cần chua á. Tôi nói rồi, rảnh bữa nào tôi chạy ra mà trên cái cua dẫn cán bên đó mua nhà nhà kéo ra. Nó bẻ đó lắm bên này. Lượt bơm á, để nó chặt chắc á. Ướp đàng hoàng hết trơn rồi là kinh nó nước vừa sôi lên là con cá cắt đầu đàng hoàng chân đưa vô một cái là nó bung liền. Nó sôi mạnh là nó nứt trên cái lưng nó nứt liền, nó nẻ ra, nó lòi cái xương ra. Gặp cá cắn hai con vuốt rồi đũa nữa cả. Cái đó liền con hả bác bạn? Liền con nóng lắm. Nghe nói cái con thèm nóng quá nóng. Thèm vô cái cả nhà ơi. Đặc biệt á, anh nấu chua hoặc là anh muối chiên. Muối chiên được, ăn luôn, rất cả. Ngon luôn. Nhưng mà có một cái á. Cơm dẻo dẻo đó. Nếu mình rồi, mình muốn nấu chua và phải làm như vậy mới được. Phải cho nước nó sôi. Đúng. Bựng lên rồi cá để vô nó mới bung con cá chứ nước, mà. Bung nước bung cá liền à. Chứ mà nếu mà mấy ông mà để trước là thua. Nếu mà muốn nứt cá thì chờ cho nước sôi nhưng mà phải lửa cho lớn, lửa sôi lớn. Cho thật mạnh. Thả con cá vô là dung lại là nó tét bét ra trần cái lưng á. Giá ly bự là mà nghe. Dạ của mình cả nhà. Cả nhà. Sao cám dũng luôn á. Dạ bằng cỏ. Bằng cỏ ba cái trong gốc bích với gốc sầu riêng á. Thì cũng anh em gặp nhau cũng có đôi điều tiếu cho nó vui đó cả nhà. Thì cả nhà cũng đừng có để ý và quan tâm nhiều vào vấn đề nghe cả nhà. Vui là chính đó, năm. Vui là chính. Vui là chính. Nhưng mà thôi hôm nay cái buổi tiệc của góc làng quê anh em tụ hội lại đây để làm cái món là Simla. Simla. Simla, Simla bắt đầu. Simla, tôi xin lỗi cả nhà. Nghe nói Simla cũng ghê quá. Cả nhà ơi, húng vịt húng gà còn lộn mà. Có đôi khi cái loại tôi húng lộn. Simla. Dạ, khô cá lóc nấu Simla. Thì hôm nay buổi tiệc tôi đã tàn rồi. Nó mẻ được, nó mẻ được. Thì là nó đầu tiên. Tôi cũng xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc và cuộc vui nào cũng tàn vậy thôi. Anh em chúng tôi xin kết thúc video ở đây rồi, xin kính chào cả nhà nha. Chào cả nhà luôn nha. Cả nhà vui vẻ trẻ đẹp luôn chứ không phải nói là không trẻ mà không đẹp người ta không có chịu. Trời ơi, cái tên tôi chưa từng nghe chưa từng ăn mà bây giờ cái tôi nói cũng bị lộ.